Theo các doanh nghiệp đang thuê lại các cảng ở khu vực phía Nam, doanh thu của cả ba cảng được cho thuê đều đang thấp hơn rất nhiều so với giá cho thuê bình quân. Thông tin được đưa ra tại buổi tổng kết 6 tháng đầu năm nay của Cục Hàng hải Việt Nam. Theo báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm nay, chỉ riêng cảng tổng hợp thị vải Bà Rịa Vũng Tàu đón được khoảng 948.000 tấn hàng hóa, đạt 50% công suất thiết kế với doanh thu trên 38 tỷ đồng còn hai cảng cho thuê còn lại chỉ hoạt động dưới 10% công suất. Cụ thể, cảng ODA Cái Mép tại Bà Rịa Vũng Tàu có doanh thu đạt trên 41 tỷ đồng, đạt khoảng 10% công suất thiết kế, và cảng An Thới Phú Quốc có doanh thu đạt 636 triệu đồng, tương đương 26.500 tấn hàng hóa, đạt 8% công suất thiết kế. Cả ba cảng này đều được Bộ Giao thông Vận tải quyết định cho thuê trong năm 2014, nhưng do nhiều nguyên nhân nên doanh thu của cả ba cảng vẫn còn thấp hơn nhiều so với giá thuê bình quân hàng năm do đó các đơn vị đang thuê lại cảng kiến nghị cơ quan quản lý sớm ban hành quy định giá sàn dịch vụ trong khu vực để tránh cạnh tranh không lành mạnh và thường xuyên di tu nạo vét các tuyến luồng hàng hải đảm bảo cho các tàu lớn cập cảng.